Nhằm chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thị trấn Lang Chánh đã tích cực triển khai thực hiện các biện pháp theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động, kịp thời ứng phó với các loại hình thiên tai, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thị trấn có 206 hộ dân có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất. Để chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thị trấn đã và đang triển khai nhiều giải pháp để phòng chống thiệt hại do bão lũ gây ra. Ủy ban nhân dân thị trấn đã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở những khu dân cư, những khu phố dọc theo sông Âm và nơi thường xuyên sạt lở để xử lý kịp thời, ứng phó khi có tình huống xảy ra trước mùa mưa lũ, để xây dựng phương án phòng chống khi có sự cố xảy ra. Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các phương án, tập trung tổ chức di dời trước đối với những hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở, ngập lụt như khu vực khu phố Triển Trải, đồng thời thành lập lực lượng đội xung kích của thị trấn, chuẩn bị vật tư dự phòng, phương tiện, dụng cụ để ứng phó với thiên tai, sẵn sàng ứng cứu khi mưa lũ xảy ra, đồng thời chỉ đạo các khu phố là những điểm trọng yếu khi có lũ, khẩn trương di dời dân về nơi an toàn theo kế hoạch. Cùng với đó, luôn cập nhật thông tin bão lũ trên địa bàn, thường xuyên báo cáo ban chỉ huy để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra, chủ động phân công cán bộ đi cơ sở, đồn đốc các khu phố, kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi trước, trong và sau bão lũ, đồng thời chủ động kế hoạch dự trữ các điều kiện vật tư cần thiết để phục hồi sản xuất sau thiên tai, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai với phương châm phòng là chính, nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất và đời sống của nhân dân.